vô cùng à, thấy mình về là họ thực sự là họ mừng vui, lôi kéo vô nhà. Họ còn nói tao á đụng mới làm ấy, uống với ổng cho bằng chết đó. Thôi tao lại, tao chừng ai đâu, ba đâu, tao thì được quá. Đúng. Con chào con, ok. Đúng rồi, lần đầu họ không phân biệt và họ cởi mở đó con. Có nghĩa là họ không có cái gì gọi là cách biệt khác hay là người dân Nam Bộ đó, nhưng nó hay với miền Tây á, được. Không bạn bè với con mình là họ coi như người nhà. Trời ơi. Chào. Chào bác con mấy anh em ở trên nhá. Ở đấy là sông sông Cửu Long đấy, là cửa cổ chiên cái gì mà nó to đấy. Tiền Giang cửa cổ chiên à? Sông sông Tiền. Sông Tiền. À. Ờ sông Tiền. Nó nằm ở thuộc trên ở nó nằm thuộc ở cái bè Tiền Giang. Cái đấy là gần dán cửa biển rồi nó mới rộng thế đúng không? Không biết nữa, tăng không rằng mỗi lần đi lần đầu tiên mà. Nó hỏi cái thân sông này gần cửa biển không? Đâu có đâu, sông thường thôi, chưa cần cứu biển đâu. Thế mà từ khoảng cách từ cái chỗ cái đò mà sang đến bờ kia chắc nó phải khoảng đấy nó phải cây số ấy nhỉ? Hơn gì, tại lắm phải 3 cây. Gì? Bề ngang của cái con sông này tại lắm phải 2-3 cây số. À, bao nhiêu? 5-6 cây số. Úi dồi, rồi. Đoạn nào mà khiếp thế nhỉ? Đoạn. À, đồ ăn ở đấy thì rẻ rồi, ở dưới đấy là chỉ có thiếu rau thôi. Đồ rau, ăn gì cũng có. Rau có khỉ, rau có trồng ở nhà, ăn cũng cà có họng luôn. Thứ gì cũng có. Chẳng những rau là xoài là dừa là mít là ổi là tắc là chanh là trời, không có thứ gì mà không có cả. Chỗ này là trồng trái cây mà, trời ơi. Hoa quả thì sẵn, nhưng mà rau á, rau xanh á. Rau xanh, rau thơm, xà, lách, các cái đầy đủ ra ngoài sau vườn bứt vô ăn, không có mua. Ở đây là tụi dân tiên cảnh rồi, tại tao đã lên thèm ăn quá, tăng quá trời luôn, ăn rau không? Mấy ông ở đấy chỉ có đặc sản, ở đấy chỉ có đặc sản là buổi tối là nhiều muỗi thôi. Đặc sản ở đấy là buổi tối nhiều muỗi. Không có đâu, tao nghĩ Cà Mau á, tao nghe nói vậy đó, chứ còn ở đây không có đâu. Muỗi cơ mà. Đặc sản buổi tối là nhiều muỗi. Không, nó nói, hiểu đó, đây không có biểu muỗi mày. Thế à? Cà Mau mới có. Được quá. Bên này bọn em ở bên sông Hậu bên này ấy, là sông Hậu bên này lắm muỗi lắm. Chỗ Trần Đà đấy, đầy muỗi luôn. Sông nó cũng rộng như thế. À, cái cồn tự nhiên nổi lên ra hay quá. Ở đây nó có một cái cồn nó nổi lên chính giữa sông à. Ui nhiều. À, nếu mà cồn ở trên cái sông Hậu ấy nó nhiều cồn lắm, vì bản chất ngày xưa đấy nó là bình cả vùng đồng bằng sông Cửu Long nó là biển mà. Qua nhiều năm đó là... nó bồi. Qua nhiều năm nó bồi tích. Thế là có chỗ thì nó được bồi lên thì nó thành cồn, mà chỗ nào nó không bồi thì nó thành dòng chảy, là thành con sông. Chứ ngày xưa khu vực ấy là biển hết mà. Nhiều năm trước ấy ở đấy là biển hết. Nhiều năm có khi phải tính đến cả triệu năm ấy. Là biển hết. Và bây giờ thì đất từ theo con sông Mekong ấy nó chảy xuống đấy thì nó thành cái đồng bằng sông Cửu Long rồi. Rồi, hiểu rồi. Cho nên là cồn đó, sông nào cũng có cồn. Mà cồn nó, các cái cồn ở trên sông ấy nó rất là to, nó rộng, nó to như một cái xã, một địa phương ấy. Đấy, bác cầm nếm vào đấy xem nước nó có mặn mặn không? Xem nước biển nó có bị xâm nhập vào đấy không? Nếm thử nước dưới sông nó có mặn không? À, đây nước biển nó có gặp mặn không? Nước này không, nó vẫn còn nước ngọt. Mùa này là đang là mùa khô đấy, dễ nó bị xâm nhập mặn. Ngày đầu tiên tôi xuống đây mà, cho nên vì chỗ đó. Ở đây có người ở đây không? Có người ở đây luôn hả? Trên cái cồn có người ở, ta trồng rau quá trời kìa. Ở nhà đó.
dù sao là ở cái miền miền Tây sông Hậu ấy là dân cư người ta vẫn thưa, dân vẫn thưa nhiều. Đồng ý, nhưng mà ở đây cái thực phẩm cái ăn thiếu họ không lo. Ở đấy thực phẩm ăn uống hoa quả rồi cá cũng có, tôm cá cũng có, bắt nói chung là không sợ bị đói hả? Hả? Mà nó lại không, mà nó lại không có cái mùa đông giá lạnh là rau củ quả hay là con vật nó chết hết rồi như ở kiểu ở Bắc Mỹ ấy. Mày lên mày chọc quê tao là tao đá mày lên nha. Dược mày nha. Ở đây á. Ta đang mua tạm quê đi cái chuyện đó nha. Rồi mày chọc quê tao là tao quýnh rồi đó. Ở đây là lúc nào cũng đây, ở đây mới thực sự là câu chuyện là không làm cũng có ăn đây nè. Ai có biết thằng Dương Quéo này không? Hai đứa tao ở cùng phòng trọ à. Được quá, nó ở lạnh rồi tao ở lạnh rồi, tao ở nóng lắm, ở nóng luôn á, được quá. Ở đây mới thực sự là cái, ở vùng này mới thực sự là cái môi trường mà không làm cũng có ăn nhở. Đúng, trái cây này, hoa quả này, con vật này, cứ ra bờ đìa bờ ruộng cái là bắt được đồ ăn là ăn. Đó, đây mới là đúng nghĩa vậy á. Mày lấy máy mày chụp hình tao đi mày. Cái máy thôi mày chụp tao mày hồn gửi qua. Bọn mày chứ bọn tao mày sẽ làm gì vậy. Xong Tiền Giang đấy, bác cầm con xuống Cần Thơ thơ để thăm anh Thẻ không? Ủa, thằng Lê Minh Thẻ ở vô ta nghe nó nhập kho rồi mà. À, thì cứ nói ở xuống Cần Thơ đấy, ở Cần Thơ là mới xây đền thờ vua Hùng là cái to nhất. Trên sông Hậu nó cũng to như cái sông này đấy. Hôm trước có đi ngang, rồi ngoài đi có ghé ngang có chút xíu à. Đi tới chỗ Vĩnh Ninh Kiều á. Ninh Kiều nó đi ra chợ nổi kìa, có khách lên nhà bác Cầm ơi. Đây, cái gì? Có khách lên nữa kìa, Dũng Văn kìa. Ai? Cái này cái phô này đêm ra nấu, không có thấy đường, tao không có thấy gì trơn trời á. Đấy là thủy triều nó đang xuống đấy. Đúng có rồi, nhìn thấy bà con có ai đánh bắt cá ở đấy không bác Cầm? Đánh bắt cá, đánh như kiểu là bẫy ấy, bẫy cá có không? Bẫy tôm, bẫy cá có không? Bây giờ người ta nuôi cá bằng mẹ chứ, người ta đi ngang, người ta thấy người ta nuôi cá bằng mẹ chứ à. Cái gì bắt cạn hả mày? Tắm? Bô Phật, đù phải tắm, vụ tắm hả mày? Tao không có tắm đâu, mày tắm đi. Trời ơi, ghê vậy? Đâu, chỗ nào đâu? Trời ơi, nói gì? Ê, vừa được hiểu tắm nè, để tiêu tắm xong ha. Đúng rồi, nhảy phát đi. Đợt trước em ở trên sông Hậu em cũng nhảy đấy, đúng rồi. Nước lông lắm. Sao vậy? Lấy cạn nè. Đó, nè, đứng đây thôi. Trời ơi, đúng. Thấy vui không? Được quá. Ê, được quá, ta đến bước bơi. Được quá, sao tắm? Được quá. Trời ơi. Có đường dây kép không? Có luôn hả? Trời ơi. Nè, hến nè, bác hến cho em coi nè. Nè, hến nè. Phải không? Hến nè. Ồ, đó là hến hả? Ừ. Ồ, hay quá ta. Đi chép nữa, bác đi chép cho em coi. Ai có ai thấy tôi Việt Kiều này giống tôi không? Việt Kiều cái này thua. Nè, chép nè. Đắp cho mát đi. Wow, đây. Chép nè. Trời ơi, chim chép này. Rồi tao không có thấy đường, tôi đưa đại cho tao không thấy đường. Đây, chim chép đây. Ồ. Ồ. Rõ ràng ở cái miền này hình như là cái ăn họ không lo nghĩ nè. Rõ ràng. Thì phải nói vậy đâu có đói. Cái ăn họ không bao giờ nghĩ tới chuyện đó. Kìa, ông hút quá kìa, em coi kìa. Trời ơi, ông nội lái ra con đò này rồi. Hả? Đã chưa? Trời ơi, mày đừng có hại, mày mớ một mớ nữa rồi chút xíu nó nhậu rồi, sao tối về mày? Tối à. Hên siêu rượu bán ngày mai về luôn hả? Không,
đồ má thấy dân miền Tây không, dân miền Tây quý khách rõ ràng hơn khách xuống là bất cỡ rồi, chắc chắn là cái điều này rượu má bỏ Mỹ về Việt Nam quá rồi đủ quá. Ê, Dương Trung Hiếu cái clip này là đủ là vui vô tận luôn nha Hiếu, đủ chúng nó cười hai đứa mình chết luôn hai đồ má tưởng sao nó bỏ Mỹ vậy, nó kêu nó mò tôm đủ bắt khóc. Kè 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 ông coi giờ. Trời ơi, mới có chưa đầy 5 phút nha. Một con, hai con, ba con, bốn con. Ù con nào nó bự chần dần luôn. Ù, thôi rồi, đủ má. Vậy thôi tao về đây tao đóng đô đây rồi. Ông về đây mấy ông cơm. Nói rồi ông có đất cất nhà là cứ lấy đất tôi tha hồ cất. Trời ơi, mà cái đất địch nó cũng cho luôn nữa. Ù. Thôi đủ. Còn gì nữa để bàn cãi nữa, chơi chân tình đù má nó chơi, nó chơi vậy đó hả, mát chơi cái tàn nước. Ủa? Nhìn nhìn nước đục chứ nước còn xa chứ không có dơ đâu, nước đỏ đỏ nước đục 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 không em không có lặn được nữa, không tại vì bị cái lỗ tai á mổ là tôi lặn rồi. Thôi á, gà nó giò đau chết rồi, lụng nó đó. Biết rồi, đây coi. Một mớ thì thôi về luộc cho ông này ăn. Luộc chừng miếng cho ông chấm tiêu tiêu thôi. Làm cháu chừng bụng chấm tiêu. Ồ, cái này giống muối tiêu là hết cháy á, bả cháy á. Muối tiêu chanh ha. Đạp vô mình nhứt cái chân luôn. Đưa cái chân xuống cái gào cống luôn á. Ừ. Dễ ăn á. Đó, rồi cái giò mòn kia đến đó. Đó, thôi nó đủ cho ông chấm tiêu. À. Này lên trên Sài Gòn dĩa 50-60 ngàn đấy. Cái người dân miền Tây đây họ rất là hiếu khách và họ rất là tử tế và họ thấy khách tới nhà họ mừng lắm, đại khái vậy, và họ không có cậu nệ, không nha. Họ không câu nệ gì cả, người ta mời gọi đủ thứ trò trên trời này. Năm phút nè, cho mọi người coi nè, 5 phút đó. Cái con này như thế nhớ mình nhậu mình gọi nó kêu bằng con chém chét phải không ta? Chém chét. Nhớ là vậy. Dạ. Nhóc chưa mày không? Nhóc luôn. Ừ. Tôi lấy cái máy được. Tôi tự quay tôi chứ. Nè, tao quay đây nè. Để sáng bắt trời ơi một đống nữa kìa, cứ bò xuống bắt lên là một đống, bò xuống bắt lên là một đống. Đây nhậu đâu có thiếu mồi, đây thiếu bạn này à. Vậy thôi chứ đủ, tao nói mày nghe cái ăn ở đây đâu có lo mày hả, cái ăn có lo kìa, không đưa tay cái còn nhúm, đưa tay nhúm vậy nè, quên cái lên quên cái vậy thôi đã nghe. Đó là cái miền Tây tôi rất là hào sảng, rất là hiếu khách. Tại ông bơi bơi xuống chơi mới vui. Trời ơi, đủ mẹ tao đâu biết bơi. Tiếng nước tiếng người nghe thôi. Lần trước em cũng bơi ở sông Hồng đây này, đấy. Chết. Mặt tay tập đồ mũ bảo hiểm này. Nào, cùng nhảy nhá. Làm bạn nhảy sông Hậu chơi nào. Cái này ướt hết. Khăn này tiện lắm. Sao mình quay mà khăn rằng. Khăn còn mãi để lại ai hiểu thờ hiểu. Kệ sao tao nói khé luôn. Khăn này người dân Nam Bộ từ xưa là truyền thống rồi mà. Trời ơi nữa kìa. Đây cũng sông Hậu đây, đây ngài cầm ơi đấy. Đây không có thiếu gì, thiếu bạn thôi, thiếu chân tình thôi, sống rất là chân tình đó. Thấy chưa đó, thiếu là thiếu hết cái hồi nữa là luộc lên mời ông cầm nhậu chơi không? Thấy chưa, đây là cái người dân ở đây họ thật sự là họ chân tình, họ mến khách vô cùng và họ không có cậu nệ bất cứ một cái gì cả. Ai nói về Việt Nam tôi không dám bơi, không dám lội tới cái gì luôn chứ. Tại xưa nay mình ở đây mà chân mình còn phèn chưa hết, mình ngồi mình la làng cái gì.
Trời ơi, đúng rồi. Ở đó mà đặt về thế này thế nọ thế kia. Tao làm cái đâu. Cái quan trọng nhất là tao là người Việt Nam, là tao yêu cái nước Việt Nam, thấy đơn giản thôi, không có gì. Còn tào lao. Mình thấy bình thường cho họ. Có nghĩa là như vậy, ngay bây giờ tao ra mày, tao với mày ra ngồi với sông Tiền Giang này ngồi mò cua bắt như vậy, nhưng có dữ thèm chết mẹ mày đéo. Chửi, vẫn chửi. Chửi, đủ mất. Ừ. Tao khai quan được không? Anh tôi là đang công việc bề bộn gì đó dẹp hết. Nào khách về thì anh cầm về là dẹp hết, đưa đi chơi. Nó thương thì thương đó, cái tình của họ đối với mình rất là lớn. Họ không nại hề gì hết trơn á. Có gì vui thì đưa anh em đi chơi thôi, muốn gì á, mình nề hà vậy đó. Tao tính là chiều tối tôi về mà tao không cho kìa luôn á. Thôi họ cũng về với hứa với người ta rồi. Khổ vậy. Rồi. Thôi em quay xíu cảnh cho coi xíu nó có gì. Rồi ok em... thì tao chỉ quanh một cái cảnh xong tiền vậy tao có tắt lại luôn nha. Chị cái này không có gì cả, chỉ sông nước là với lại người ta nuôi cá trên bè. Và ở đây người ta mấy đứa em nó đi bắt con chim chép về cái phao nhậu chấm muối tiêu đồ mới là mừng. Đây là coi là đây là nhậu bữa nữa mới về nha. Rồi thấy chưa, đến là sướng rồi. Như thế là mỗi năm cứ về lấy đồ khoảng 2 đến 3 tháng là sướng như thiên. Nó không cho nó về, nó bắt nó lại kìa. Trời ơi. Dễ lắm, nó không cho tao về dễ. Nó cái neo cái thuyền, nó đeo cái xuồng tới tối là đủ, làm sao tao vô được mà đủ không về. Phải không? Đủ cái dân người Tây nó buồn cười lắm, đủ không cho về là cứ đeo cái xuồng này quay xong đủ có tới tối. Đủ sao tao về được, đủ quá. Buồn cười. Bỏ ông nhỏ rồi về đấy. Nó hỏi con về đi được. Dân miền Tây kỳ quá nữa. Bây giờ bác cầm về đến miền Tây đấy phải hỏi phỏng vấn kỹ bà con, bảo người ta bây giờ người ta còn có còn quan tâm là cộng sản với không cộng sản nữa không, phải tìm hiểu kỹ nào cộng sản và không cộng sản, xem người ta có để ý đến cái việc đấy không, và chắc chắn người ta đã quan tâm đến cái việc đấy. Ồ đâu ai biết gì đâu, không ai biết gì cả, họ chỉ lo trồng trọt. Và tao nói mèo nãy nó trên cái bàn ngủ ở đám dỗ, ông này nói ông kia mùa màng này kia, rồi quy hoạch giống lúa mới hoặc là cây giống mới, sầu riêng mới, rồi họ cạnh tranh nhau trong đề cây trái, họ không biết về vấn đề của gì cộng sản của sang mẹ trên rồi. Và hỏi anh này thu được người nào ấy thu được tỷ mấy 2 tỷ, mà thấy ghê thiệt luôn. Rồi người ta bàn luận về câu cây lâu năm rồi cây ngắn ngày, rồi cái nào thiệt cái nào hở đủ hồ vẽ. Mà thấy nông dân làm kinh tế mới là ghê, bây giờ mình mới thấy mình sẽ sợ họ. Ồ, mà kinh khủng. Đấy dốc không được. Hả? Đấy là do các cái nước tư bản với Mỹ các thứ ấy, nó hay còn che ổng che eo hàng của Việt Nam ấy, và nó hay lấy cớ để nó đánh thuế đấy, chứ nó mà đánh thuế thấp mới này nó ít chê ấy, là cái hàng mình chuyển sang được bao nhiêu là bán được hết bấy nhiêu mới ngon. Bên kia là bác xem vận động người bên dùng nhiều vào nó mới thôi. Thôi ơi, nó đang chầu trực 50-60 cái đứa, nó đang chầu trực, tao về tao ký hợp đồng như đó nè. Trời ơi, mà tao đang bận cái này sao ký. Để ngồi kêu tụi nó chờ đi, để người ta về tao sắp xếp được không. Ê, ok vậy thôi tắt ra đây nha. Ok vậy thôi luôn à. Chào anh em mình thấy nha. Lên này chia vui một tí đó, lên chia vui một tí cho nó tăng tinh thần sảng khoái. Đúng rồi, sớm trụ chút. Ok, bye mọi người. Cầm loại trình chơi leo leo tao không thấy cái gì, tao không